ខ្ញុំសូមតលើចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone ໂດຍຈະອີກຄັ້ງສິນໃດຈັ່ງຕໍາຫຼາຍເວົ້າຖ້າແລະກະນະສໍາບັດໝັ່ນມັນດັ່ງໃຫ້ອີກຄັ້ງຈັ່ງໃຫ້ສູ່ຖ້າຕາແລະກະນະສໍາບັດໝັ່ນມັນດັ່ງໃຫ້ອີກຄັ້ງຈັ່ງໃຫ້ນັງແລະກະນະສໍາບັດໝັ່ນມັນດັ່ງຖ້າອີກຄັ້ງໄດ້ຈັ່ງມີ គាត់យកអេក្រង់ sai mút sai cắn sai một chiếc sai thạch chắc nên nó chọn nên tại mà đòn vì ấp bay trái thế nên lục lại không chơi nữa tôi gặp bay trái chắc là sai cắn mối sai thạch mối bị chọn nên tại mà đòn đấy ở đây cứ chỉ phải chọn mà biết là đại diện kiểu làm hàng thạch 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 đấy cứ hai phát biểu mình thạch như vậy còn hàng cao nó về bay kê đồ vật vô à hôm nay bay chính cái đặng phải chọn mấy phải cho bình chân hay là tập hành cái đó phải tập về việc đó cứ bàn về sản chế nó ngày càng xịn xuống tháng trước sửa đẹp cái đó chân iPhone chân này là cái iPhone của bạn đi kia cái khóc niệm mấy không riêng là thang cái đó là lần đầu chân cứ cái đó biết cứ cái đó xí hay những thạch xì cái đó xí thạch xì mà cái đó xí mà hay cái đó biết nó cứ nhìn sai để mùi đi học nghiên đôi giặt xì nó biết gì à xì nó biết cứ cái đó biết máu biết sai pì sai mũi sai cái đó sai pì thì pì sai thạch hay là pì cái đó chất cứ mình đặt mũi vậy, cái thấy cứ mình sai đặt mũi đặt đòn chậm lại xuôi thay chắc thay vì tên này thay vì cứ việc thôi mà cho một cái chậm tay vào đòn đấy luôn này xong chơi nữa thay vì việc thôi mà cho một cái chậm tay vào đòn chẳng mình thay xuôi thay chưa đặt bị cái chậm xin của mình này cứ mình đặt cái chậm mình sai thì chẳng xong ở đây chưa được không và đôi chuyện nhiều có điều đó cứ xong người ta có chờ nắng lại lại không nên được lại nữa quay lại lúc này trong đồ cái con iPhone Pro hết xong phơi ca cho nên tin tăng là bàn lõi Pro lấy mà chuẩn muốn cứ quạt chip riêng tế bàn hàng cái con iPhone nữa thôi mà bị chân tay còn khó thật xin hay cả đôi lúc này giờ tập đồ thay bị giặc kê đôi giờ đã xin mới dưỡng cái đã vào chân trụ chân phơi thay chân nhưng mà chiên vào nhưng mạch đằng chân mở ok chân lúc này bây giờ tập đồ xu kể cho bạn hay là nặng sủng con mới tiếp tục xuống này cái con thầm này cái con xin nó vía bất ma biển đây trong đó xin cứ vì mình sai pi hay dừng ai mưa nó cả lọt chờ lọt kia đi bàn chờ lọt kia đi và sau này dừng mưa tới khi sai bỏ lương dừng sai bỏ lương cửa nó ngay cứ ở càng vào chân và sau này mình lại những mình sai bỏ lương kế cửa nó ngay càng xin chẳng mùi là cái tí pi ở càng chân vì chơi nhúng được kia được kia bàn tay nó phải để dừng thở phải để biết thở bật lưỡi ngay cứ vì chăng bật lưỡi ngay việc ai mới cho bạn thì cứ mượt khơi như khơi ta sẽ yêu sắc sẽ mềm ở càng xin ma pi làm đây trong đó cứ tôi bay phần lưới ngay phần mai cả đó cứ bị ăn chanh phần lưới đây cứ bị chấm bạc lưới chấm bạc ấy ca prao prao cứ dương ô thân thái chân smuta thong mà đây hôm nay các chân cứ dương ô tới gì tẹt hay dương phở ba tâm mày dẹt lấy đây mà dẹt khỏi cứ khâu dây thái này các đó cứ chơi các tẹt cho lo bên nhân được không chân ở đây để thêm trăm bọ tái cứ mi tập phần đường đề để chân được được chưa nè đó để cho nó ăn được về để trong cứ ca prao đôi các đó và đôi dịch đôi thái xong xoay vô bị tí tăng nó được gọt hàng mùa bàn xoay lông môn cả đồ chi viên này nhưng chậm này lưới khác cây ở lý hết ba là bó đây mình xót nó phải ra nguyên nhân bạn xong mà phân bạn.